Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm Transformer tôi vừa sở hữu được. Và các bạn nhìn cách đóng gói của nó thì các bạn thấy nó rất là quen thuộc phải không? Vâng, đó chính là của hãng Iron Factory. Đây, logo của hãng. Và độ tuổi là 15 cộng nhé. Một sản phẩm này có tên gọi là Child Raven. Và mã hiệu của nó là EFEX36R. Mặt sau của hộp, chúng ta sẽ thấy được cái form dáng của nó khi là ở dạng robot và khi là ở dạng phương tiện cơ giới là một chiếc xe tăng. Một sản phẩm này được bán với hình thức theo như tôi nhớ là hình như là limit đó các bạn. Và giá của nó chúng ta mua được là tầm khoảng 1 triệu 2 cho đến 1 triệu 3 tùy nơi chúng ta order thôi. Đó là tức tần tật về một sản phẩm này. Còn về cái mẫu nhân vật này thì sao? Tôi sẽ nói sơ qua với các bạn nhé. Một sản phẩm này được Iron Factory tạo hình dựa trên nhân vật The Fallen, hay còn gọi là Megatronic Ram. Là một trong 13 Ram đầu tiên được tạo bởi Remus, và Megatronic chính là người sáng lập ra Decepticon ban đầu. Megatronic Ram được miêu tả là kẻ phản bội người tạo ra mình bằng cách đứng về phía người anh em sinh đôi hắc ám của Ramus là Unicron. Trong trận chiến cuối cùng giữa Ramus và Unicron, Megatron đã chịu chung số phận với chủ nhân của mình là bị hút vào lỗ đen vũ trụ, sẽ chuyển qua một chiều không gian khác. Và thú thực với các bạn rằng, tôi tìm hiểu thông tin ở trên wiki này nọ là như thế thôi, nhưng mà tiểu sử của nhân vật này nó rất là rắc rối các bạn, vì nó đi từ vũ trụ này qua vũ trụ nọ. Transformer đó các bạn, nó có đa vũ trụ như là Avenger vậy đó, nó tùm lum tà la hết. Và đây là những cái ý chính về nhân vật này tôi tìm hiểu được thôi, chứ nếu mà muốn tìm hiểu rõ ràng cặn kẽ thì các bạn phải xem chuyện này nọ thì mới biết được đó các bạn. Và đó là như thế. Ok, bây giờ không dòng dài nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu sản phẩm đồ chơi của chúng ta các bạn nhé. Và đây là tờ hướng dẫn lắp ráp của chúng ta. Nhìn chung thì cái tờ hướng dẫn lắp ráp của Iron Factory nó vẫn là tốt hơn, vẫn là dễ nhìn dễ hiểu hơn so với những hãng 3D khác đó các bạn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, The Fallen, hay còn gọi là Megatronic. Khi ở hình dáng là một phương tiện cơ khí, một chiếc xe tăng. Và rõ ràng rằng đây không phải là chiếc xe tăng ở trái đất các bạn nhé, mà là một hình dáng xe tăng ở trên hành tinh Cybertron của Transformer. Cái màu sắc của nó đó các bạn rất là đẹp, màu đen nè, đen nhám nè, và những cái màu clear cam nó quyện lại với nhau rất là ok luôn. Và dạng xe thì cũng ngầu đó các bạn, vì nó là một dạng phương tiện dạng như là diễn tưởng, khoa học diễn tưởng đó, cho nên chúng ta cũng không đòi hỏi nhiều nó phải chính xác như thế này như thế nọ so với mẫu sản phẩm xe tăng ở trái đất đâu các bạn ha. Nâng nòng lên hạ xuống được và xoay trái phải được đó các bạn. Rồi, chỉ là như thế thôi. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu cho nó chuyển thể nó thành dạng robot, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Thank you.
Và đây là Megatronic Ram của chúng ta khi chuyển thể từ một chiếc xe tăng viễn tưởng ở trên Cybertron. Các bạn nhìn thấy, rất là đẹp luôn. Màu sắc đen, huyền ảo, huyền bí đó các bạn. Form dáng thì rất là ok, rất là đẹp. Ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên, tôi không biết con này là nhân vật nào, ở trong Transformer phần gì này nào các kiểu. Tôi chỉ thấy rằng nó quá đẹp, nó quá ngầu, thế là tôi mua. Đơn giản chỉ là như vậy đó các bạn. Và mặc dù nó hơi bị nhỏ một chút, kích thước nhỏ lắm các bạn. Cái mẫu sản phẩm của Iron Factory mà, nó không có to đâu. Và cái hãng này nó tạo ra một cái đường đi riêng của nó. Nhưng mẫu sản phẩm đều nhỏ. Nhưng nhỏ có là quan trọng hay không? Đối với tôi không quan trọng. Với tôi, chất lượng mẫu sản phẩm, form dáng mẫu sản phẩm và cách ráp này nọ, nếu mà nó hay, nó đẹp, chất lượng tốt thì tôi không ngại gì về vấn đề kích thước cả. Để chung một cái thế giới của Iron Factory, những con mẫu sản phẩm nhỏ 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 kế cạnh nhau thì nó cũng rất là thú vị chứ, phải không các bạn? Và các bạn thấy đó, cái cách ráp của nó tuy nhỏ nhưng mà ráp cũng khá là chi tiết ha. Và không phải là cách ráp của nó quá phức tạp đâu, nó vừa đủ thôi. Nhưng mà so với kích thước nhỏ như thế này thì cách ráp đó là tuyệt vời rồi. Bên cạnh đó, hãng Iron Factory còn tặng kèm chúng ta thêm những chi tiết phụ tùng đi kèm. Chẳng hạn như một cái bịch như thế này sẽ là một cái bàn tay, một cặp tay nắm đấm, một cặp tay xòe. Các bạn thấy nè, cái cặp bàn tay đi kèm theo cái mẫu sản phẩm là bàn tay cầm vũ khí. Và khi chúng ta lắp ráp đó các bạn, thì chúng ta cần phải sử dụng cái cặp bàn tay cầm vũ khí này, vì nó có khớp xoay để nó có thể xoay vào bên trong. Còn những cái cặp bàn tay rời này gắn vào thì không có lắp ráp được các bạn nhé. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái chi tiết này. Chi tiết này tôi sẽ giới thiệu sau nhé. Còn đây là một cái bạc rời để hỗ trợ cho chúng ta thêm một kiểu của nó. Đây, đằng sau cái tay của nó sẽ có một cái lỗ và có một cái chốt như thế này. Chúng ta gắn vào. Và bây giờ chúng ta không thích gắn cái phần súng vào bên cạnh cái cẳng tay của nó, thì chúng ta tháo ra và chúng ta gắn vào đây. Chúng ta gắn như thế này, chúng ta có thể mở lên. Bên cạnh đó, hãng còn cho chúng ta thêm một cái chi tiết là cái áo choàng như thế này. Cực kỳ ngầu luôn các bạn. Áo choàng clear. Nó là một cái clear cam. Nó có sơn một chút màu đen ở đây nè các bạn. Perfect luôn. Tôi ấn tượng về mẫu sản phẩm này là vì cái áo choàng của nó đó các bạn. Ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên, tôi thấy cái áo choàng và cái con này là tôi đã mê, tôi đã kết rồi. Nhưng mà đáng tiếc một chỗ đó các bạn, là khi chúng ta gắn cái áo choàng này vào thì chúng ta buộc phải bỏ rời cái phần chi tiết này ra. Đây, chúng ta phải tháo ra và bỏ rời ra như thế này và chúng ta mới có chỗ để gắn cái áo choàng vào. Rồi, cái thao tác lắp ráp này nọ cũng rất là dễ các bạn, vì nó thiết kế để tháo bứt ra mà, cho nên chúng ta làm rất là dễ. Và gắn áo choàng như thế này thì chúng ta buộc phải bỏ rời cái chi tiết này ra các bạn. Phải chi cái chi tiết này nó được thiết kế thêm cái khớp gì đó để chúng ta gắn vào như thế này thì nó sẽ tuyệt vời hơn ha. Nhưng đáng tiếc là không có các bạn ơi, chúng ta phải bỏ rời ra. Và cái mẫu sản phẩm của chúng ta khi gắn áo choàng vào, các bạn thấy không, nó càng thêm ngầu, nó càng thêm đẹp nữa các bạn. Bên cạnh đó, hãng tặng kèm cho chúng ta thêm hai cái phần vũ khí. Đây có thể là cây kiếm và đây có thể là cây trượng. Còn cái chi tiết khi nãy đó các bạn, nó bỏ rời ra là để hỗ trợ cho chúng ta chuyển form dáng. Hai cái cây này chúng ta có thể tháo bứt ra và gắn lại được với nhau đó các bạn. Đây, chúng ta cứ việc tháo rời ra hết đi, không có sao cả. Tháo ra như thế này, trao đổi vị trí cho nhau để tạo ra cái form dáng vũ khí mới. Đây, đây là một mẫu vũ khí mới và không có trong hướng dẫn nhé các bạn. Cái này là tôi chế, thì cái cách của nó thiết kế là để chúng ta có thể trao đổi cho nhau được mà. Không có vấn đề gì cả. Và cái cục rời này ta sẽ gắn vào, ra một món vũ khí nữa. Nói chung là những cái phần vũ khí này chúng ta có thể mix cho nhau để tạo ra những cái form dáng mà chúng ta tùy thích. Cho nên không quan trọng lắm đâu nếu như chúng ta không làm theo cái mẫu của hãng các bạn ha. Mặc dù nhỏ xíu như thế,
cool ngầu như thế, lắp ráp được như thế, nhưng nó vẫn có khả năng action các bạn nhé. Và bây giờ tôi sẽ thể hiện cho các bạn xem cái biến đổi cơ động của nó. Trước tiên hết là cái phần đầu nè, xoay trái phải thoải mái, ngước lên cúi xuống thoải mái luôn ha. Và phần tay của nó xoay tròn thoải mái và đưa lên được như đây. Bên cạnh đó cái cẳng tay của nó cũng có thể xoay được như thế này. Cổ tay thì chỉ xoay thôi chứ không có... đối với cái bàn tay này thì nó có thể mở ra được như vậy, gập duỗi đó các bạn. Và tiếp đến là cái phần thân người của nó xoay tròn được các bạn nhé, rất là ok. Rồi thì tới cái phần khớp háng, chúng ta mở cái phần dập hông lên, đá lên được như đây nè các bạn, được như đây thôi, không có cao hơn được do nó bị vướng cái phần dập hông của nó. Và khớp gối của nó co được như đây. Và rồi cái phần cẳng chân của nó cũng có thể xoay được đó các bạn, có khớp để xoay. Và cổ chân của nó hạ xuống được một chút, nâng lên được một chút và xoay thoải mái, các bạn thấy. Đó là tất cả những khớp có ở trên một sản phẩm này. Và bây giờ tôi sẽ bô một vài thử thách action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào? Riêng cảm nhận cá nhân của tôi thấy được rằng mẫu sản phẩm này về cái hình thức rất là đẹp luôn. Mặc dù nhỏ nhưng màu sắc phối đẹp nè, form dáng đẹp nè. Bên cạnh đó là cách ráp hay, tuy nhỏ, tuy ráp được nhưng nó lại có khả năng action nữa, mặc dù cái biên độ cử động của nó không được tốt cho lắm. Với cái giá 1.2 triệu cho đến 1.3 triệu không có mắc lắm đâu các bạn. Nếu như chúng ta chỉ nhìn qua hình thấy nó nhỏ xíu, xìu xiu như thế và chúng ta sẽ cảm nhận là nó mắc. Nhưng mà khi chúng ta đã có trên tay rồi, chúng ta cảm nhận được cái chất lượng nhựa của nó này nọ rồi, khớp khít rồi, thì chúng ta sẽ thấy cái giá đó rất là ok, hoàn toàn không mắc. Và cũng may là với mẫu sản phẩm này, Aero Factory đã dùng nhựa tốt hơn so với mẫu sản phẩm Megatron Bitwar, cái dạng con rồng mà tôi giới thiệu đó các bạn. Cái con đó thì chất lượng nhựa của nó khá là tệ, nhưng ở mẫu sản phẩm này thì nhựa của nó đã tốt rồi. Dày, đủ độ dày nè, cứng cáp nè, và không có cái cảm giác là ọc ẹp như cái con kia. Thế thôi chứ, 1.2 triệu cho đến 1.3 triệu đối với một sản phẩm như thế này thì còn đòi hỏi gì nữa phải không các bạn? Clip đến đây là kết thúc nhé. Các bạn có ý kiến thì hãy chia sẻ comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye!